Okay, tụi anh đi chắc thì tiết nhôm thời ca tại đô lôi Singapore hai chiếc phèm mỗi đô la chắc muốn nâng nhôm cho cái này đô lôi nhôm thời check mơn lôi Singapore nó không tìm xa forex sân phụ ấy bà sân chỉ ở việc cầm liệt khó khăn nha lớn ý mà đô la việc đô ban mà rồi mua chơi sang xong buồn chắc nhôm đô mà rồi đô la nhôm anh đang ban mà rồi sang xong buồn đô la Singapore có bên đáp nó không ca đô lôi nó không tìm xa dương chết đáy vì ai mình là khó khăn đài vì ai chờ nó không ní vì khó khăn chúng mình đang khang khẽ trong 2 bây giờ là chắc bờ sân chỉ khó khăn phần năng ở đây gì tại bờ sân chỉ cạn này ưu thì họ thay cả lại đô lôi năng như khơi hang chén nhưng đô ban và phần năng có phần tay nó phải để dương tờ đố quật ao dương tờ mà rồi xa phèm mình khó khăn đọc buôn tờ phèm vào mùa gì đó à nâng cứ dương ai nhận thử ban kia scam này kia này cao dương á chân dương là chát muốn nâng cả đô lôi chân cái nhóm cho thật đô lôi thì bây giờ đô lôi bán nhưng nâng phải hang đôi Singapore được ở khi mưa anh chắc đang thay hang chén lại nâng ban màn phục lại nít lại kia là bảy đài chân ok chạm tâm nhóm tờ đô ok chắc nhóm ban đô hao với này hang chê ở đây khơi nhận nên tha ở mũi chích sam bầm bầy chắc bây mà rồi là đô ban mà rồi sam sầm bầy Singapore chắc với khó khăn tầm mình là lá chắc nên là hang chê cái lại nó lò ở đây thì đi lôi Singapore nhóm đô hao với này đi đô pì vì đô một đi nhưng còn chạy thì chẳng hết nè chắc nên tha cái lại nó tầm mình sầm khá đó nè bà sân chỉ dương tập đô lôi cái lại nam để ở cho bát lô hay dương ở chơi mưa hang chê ở nắng sam bảy cái phải dương sam phèm cái dương ở đằng này chứng dương khai đọc pi bây là dương đô chợ khai chợ miền tây chứng như chúng đã đăng một chúng luôn đại dương hiện vì say forex hai dương ba mình chọn ca phổ biến trong ngày bao dương này.